Bạn đã hiểu đúng về No Nut November. Ngày 1, ok tôi làm được, game này easy. Ngày 2, này, tôi đang lập một kỷ lục mới. Và bây giờ là 48 tiếng 36 giây, 37 giây, tôi đã không pháp. Ngày 7, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tôi nằm trên giường và không ngừng lặp đi lặp lại. Không, không, mày không được từ bỏ. Tôi tập thể dục, tôi thậm chí còn tìm kiếm tiếng mèo kêu để không nghĩ đến việc xem porn. Đây là những chia sẻ điển hình từ nhiều người tham gia thử thách No Nut November, hay còn được biết đến ở Việt Nam với cái tên tháng 11 chay tịnh, là một thử thách nói không với tình dục kéo dài trong một tháng. Theo The Urban Dictionary, thì No Nut November ra đời từ năm 2011, khi trên một trang mạng xã hội dành cho game thủ, một anh chàng với biệt danh Big Boy 69696969 đã hoạt động thử thách kêu gọi mọi người không tự sướng. Sau đó, cộng đồng NoFap, cộng đồng nói không với thủ dâm của Reddit cũng sử dụng No Nut November để thách thức người tham dự không hành sự trong tháng 11. Dù phần đông các bài chia sẻ, câu chuyện về No Nut November đều xoay quanh trải nghiệm của những chàng trai hay vẫn thường gọi nhau là những chiến binh trong trận chiến chống lại việc nắt, No Nut November vốn dành cho tất cả mọi người, không kể là nam hay nữ. Điều khiến No Nut November trở nên phổ biến, bên cạnh sự phát triển của Internet và mạng xã hội, thì còn một lý do vô cùng quan trọng là dường như rất ít người tham gia có thể hoàn thành được thử thách này. Nhiều người chia sẻ về việc ngừng thủ dâm đã khiến cuộc sống trở nên khó khăn như thế nào, cảm thấy bản thân không còn là mình nữa, và có những người bỏ cuộc sau chỉ 2 ngày. Trước khi đi sâu hơn về việc thủ dâm rốt cuộc có lợi hay có hại, và liệu ngừng thủ dâm một tháng có thực sự khiến người tham gia trở nên khỏe mạnh hay thậm chí có được cuộc đời mới hay không? Câu hỏi đầu tiên đặt ra là tại sao nhiều người chọn thủ dâm? Trong một nghiên cứu trên 2.215 nữ giới từ tuổi 18, 64% người tham gia đồng ý rằng việc thỏa mãn tình dục là lý do quan trọng nhất dẫn đến thủ dâm. Tiếp đến là để giảm căng thẳng, thư giãn. Bên cạnh đó, việc quan hệ tình dục với đối tượng không tương thích, không đáp ứng được nhu cầu cũng được 10% lựa chọn là yếu tố ảnh hưởng đến họ nhiều nhất. Người tham gia khảo sát cũng đưa ra nhận định rằng việc thủ dâm hay quan hệ tình dục đem lại khoái cảm tương đương nhau. Nhưng nếu thủ dâm đem lại cảm giác tự chủ, độc lập, thì quan hệ tình dục thường nhấn mạnh vào sự thoải mái giữa hai bên và những cảm xúc gần gũi. Một nghiên cứu khác trên 596 đàn ông với độ tuổi trung bình là 40 tuổi, 67% thủ dâm ít nhất một lần một tuần. Thống kê cho thấy, những người có tần suất xem phim khiêu dâm cao ghi nhận việc thủ dâm nhiều gấp 2,77 lần so với những người không thường xuyên xem. Kết quả cũng cho thấy những người gặp khó khăn trong việc kiểm soát tần suất bản thân xem những sản phẩm khiêu dâm sẽ tự sướng nhiều hơn 1,47 lần so với những người kiểm soát được việc này. Bên cạnh đó, những tác nhân như sự buồn chán và những bất hòa trong mối quan hệ tình cảm cũng là những tác nhân chính dẫn đến việc thủ dâm ở đàn ông. Điều đặc biệt là nghiên cứu chỉ ra rằng không có sự khác biệt lớn trong số lần thủ dâm giữa nam giới tự nhận đã giảm mong muốn tình dục với những người không ghi nhận sự sụt giảm ham muốn. Trong trường hợp này, thủ dâm có thể là cách giúp người nam giải tỏa stress, cảm xúc tiêu cực, v.v. Điều này có thể cho thấy rằng việc thủ dâm diễn ra ở cả nam và nữ đều có điểm chung là để thư giãn, giải tỏa căng thẳng, buồn chán và để thay thế cho các mối quan hệ tình cảm không như mong muốn. Điểm khác biệt là việc thủ dâm của nam giới bị ảnh hưởng nhiều bởi số lượng và tần suất xem ấn phẩm khiêu dâm của họ. Những điều này giúp ta nhận ra rõ ràng hơn về động lực và bối cảnh dẫn đến việc bản thân thủ dâm là do ham muốn, do mối quan hệ tình cảm không tiến triển, do căng thẳng, buồn chán hay do các chất xúc tác như các ấn phẩm khiêu dâm. Khi hiểu rõ được vì sao mình thủ dâm, chúng ta có thể đến gần hơn với câu hỏi, việc thủ dâm có thực sự giúp chúng ta giải quyết những vấn đề đó không? Nhìn từ góc độ khách quan, có thể thấy việc thủ dâm diễn ra ở cả hai giới như một cách để giúp mỗi người vượt qua được những vấn đề tâm lý, tình cảm của bản thân. Và điều này đem lại những lợi ích tương đương với những vấn đề mỗi người gặp phải như vấn đề căng thẳng, thủ dâm giúp họ giải tỏa stress và có giấc ngủ tốt hơn. Việc đạt đến cực khoái thông qua thủ dâm cũng sẽ làm giải phóng endorphin, chất hóa học giúp tạo ra cảm xúc tích cực, vui vẻ cho con người. Về mối quan hệ tình cảm, thủ dâm giúp giải tỏa các căng thẳng, xung đột về tình dục và giúp tăng khả năng quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, đối với những đối tượng chưa có kinh nghiệm về tình dục trước đây, thủ dâm giúp mỗi người nhận thức được về giới hạn và mong muốn của bản thân khi quan hệ tình dục. Thủ dâm còn đem đến những mặt tích cực về sức khỏe như hạn chế nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu vào năm 2016 đã cho thấy, với những người đạt cực khoái ít nhất 21 lần một tháng, sẽ có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt giảm 20%.
Một nghiên cứu vào năm 2003 cũng chỉ ra kết quả tương tự. Rõ ràng việc thủ dâm đem lại những mặt tích cực về cả sức khỏe vật lý và sức khỏe tinh thần. Vì sao nghĩ đến thủ dâm, ta lại gắn cho việc này với những ảnh hưởng tiêu cực? Nhiều học giả tin rằng, góc nhìn tiêu cực này bắt nguồn từ việc những niềm tin triết học tại Ba Tư, Hy Lạp và Rome thể hiện qua trong trường phái triết học như thuyết tân sinh, thuyết ngộ đạo và chủ nghĩa khắc kỷ đã chia tách cơ thể với tâm hồn, đàn ông với đàn bà, cho rằng niềm thỏa mãn chỉ đến từ việc sinh đẻ và tình dục từ góc độ của Chúa được xem như là tội ác. Bối cảnh lịch sử này khiến Do Thái giáo ra lệnh cấm những hoạt động tình dục không mang đến sự sinh đẻ, phát triển nòi giống. Điều này khiến thủ dâm bị xem như là tội lỗi và tư tưởng này cũng ảnh hưởng đến cách nhìn về thủ dâm trong nền văn hóa phương Tây. Những dấu hiệu cho thấy bạn không thể kiểm soát được việc thủ dâm bao gồm: việc thủ dâm lấy đi của bạn nhiều thời gian, công việc và cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng vì thói quen thủ dâm. Bạn chọn thủ dâm thay vì các hoạt động tương tác, ví dụ như đi các bữa tiệc, giao lưu với bạn bè, tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Bạn thủ dâm ở những địa điểm công cộng dù biết rằng mình không nên làm như vậy. Bạn thủ dâm kể cả khi bạn không hề thích việc ấy và cũng không có ham muốn tình dục. Bạn nghĩ đến thủ dâm rất thường xuyên. Những việc làm trên sẽ khiến bạn mất tự tin, không kiểm soát được hành vi của mình, giảm sức thỏa mãn trong tình dục và ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, các mối quan hệ, sức khỏe tâm lý và cả thể chất của chính bạn. Dù vậy, điều này cũng chỉ ra rằng bản chất của thủ dâm không hề xấu, nhưng chính thói quen, tần suất thủ dâm của từng người sẽ quyết định thủ dâm là lợi hay hại. Vậy nên, quay lại câu hỏi ở đầu bài về việc liệu bạn đã hiểu No Nut November đến đâu, mình tin rằng tạo ra một thử thách để ngăn cản việc cấm tự sướng và mặc định rằng tự sướng là xấu, về cơ bản đã đơn giản hóa vấn đề. Thủ dâm suy cho cùng là thực hành của từng cá nhân. Để hiểu về thủ dâm, bạn cần phải tự đặt lại câu hỏi lý do bạn thủ dâm là gì, những yếu tố nào tác động đến việc đấy và bạn có thể kiểm soát việc thủ dâm của mình hay không. Chỉ khi hiểu về bản thân, bạn mới có thể thoát ra những mặc định thiên kiến về việc thủ dâm và chọn cho mình thái độ và cách thực hành phù hợp. Hôm nay là ngày 26 của tháng 11. Tôi sắp thành công rồi. Các bạn thì sao? Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!